sân hôm nay là ngày hội ông vào vụ, con cháu ta hội tụ về đây chỉnh đốn chi mi trang phục đủ đầy để nghênh rước thằng lệnh Nam Hải đó nghe. Dạ chúng con xin dân bốn lại ngài chứng trị cho con cháu lòng thành, nhờ ở trên ban bố phước lành dân trong xã an toàn no ấm. Ơn thần lệnh như núi trời thăm thăm, cháu xin bốn lại mừng ngài. Biển Đông Nam Hải ôi phong lầm cầm tê đổ đang theo bìa gấm cõi sông thương còn động lòng vàng. Giữ ta đây chức đà tổng một giả tu trì trưởng thủy thủ vài mươi oanh liệt ở tổng thương à. Bề củi nước cộng người chết ít, việc lái lèo ta phải liệu con tổng tiền. Dạ truyền hai bên chèo chống sửa sang bả trào. Dạ truyền hai bên tạo tử lửa ban nó mà sóc chèo cho đạp bên. Dạ mà người sóc kèo lại nhớ mà người một mình vô thức cho nên phải kiếm chuyện cho khuây khoa. Vậy thì ông lỡ đi đâu mà bỏ cây cần miếng màu sợi chỉ quăng tôi dò xem đáy biển bao nhiêu thước, thiên hạ đi câu, kẻ thì câu một cua gạch, người thì câu một cua đá, không đi câu nhất đi câu rồi nhất thử. Ta suy nghĩ lại, đây là con cá đực hay là con cá cáp? Ta xem đi, xem lại, đây là con cá cáp. sửa sang đặng nghe bổ lãnh tiền mà đều bóng cho thắng đó bá đầu những lời ta nghĩa mà tại ban mà giữa đường nhâm vàng vàng tôi là hoa quả dọc vào cơn sóng mà biển ở đằng non mà gấp núi ngõ vùng là